Xin chào tất cả anh em, thì mình là Thanh Hải, quận 8. Thì hôm nay trong cái clip này mình sẽ giới thiệu đến anh em cái thuốc chuyên trị tan dành cho gà đã ăn bị cựa hay những con gà bị thương do sôi bọi. Thì cái thuốc này mình sử dụng qua rất là nhiều rồi, rất là hay, rất là hiệu quả, ưng ý, đồng thời mình bán cho anh em rất là nhiều. Bởi vậy mình mới dám chia sẻ, mình bán cho anh em. Thì bên mình hiện tại đang có 3 loại này sử dụng rất là ok. Một loại chích và hai loại là thuốc viên cho uống. Anh em chỉ cần sử dụng một trong 3 loại, không cần sử dụng kết hợp với nhau. Đồng thời nếu mà anh em có những cái loại thuốc trị tan khác của những anh em khác thì anh em sử dụng cũng ok, miễn sao con gà mình nó khỏe mạnh, nó tốt cho con gà thì mình cứ việc sử dụng không sao hết. Rồi, mình sẽ giới thiệu về 3 cái loại này, anh em sử dụng một trong 3 loại thôi. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu về cái chai thuốc chích này. Thì tùy theo mà anh em nuôi gà kỹ hay mình có thời gian hay không, nhiều anh em thì thích chích, còn những anh em nào mà không có thời gian, họ muốn nhanh gọn lẹ thì họ có thể sử dụng thuốc viên nhanh gọn cho uống, thì tùy anh em thôi. Nhưng mà cái chai thuốc chích này thì bên mình sử dụng rất là nhiều và đồng thời anh em mua rất là nhiều. Có những anh em mua một lần là 5 chai, 10 chai, 20 chai. Thì cái công dụng và cách dùng của nó thì mình sẽ đọc trong tờ giấy này cho anh em dễ theo dõi. Công dụng của nó là chống nhiễm trùng, tiêu viêm, giảm đau, tan máu bầm, sưng khớp, giúp gà nhanh hồi phục và mau lành vết thương. Thì liều lượng của nó là gà tre anh em chích 0,4cc, gà nồi anh em chích 0,8cc. Một ngày anh em chỉ cần chích một lần, chích liên tiếp từ 3 đến 5 ngày. Nhưng mà tùy theo tình trạng con gà nó nặng hay nhẹ. Thì thường á, những con gà bên mình khi đã ăn về hay những anh em khác họ nuôi kỹ thì chích từ 3 đến 5 ngày là con gà nó đã khỏe. Còn những con gà nó bị tan hay anh em có thể chích từ 7 đến 10 ngày, miễn sao con gà nó khỏe mạnh, nó hết tan thì mình ngưng thuốc. Lưu ý với anh em á, là mình nên kỹ, tại vì con gà nó mình sắm mắc tiền, nó đã ăn cho mình là con gà đó là con gà hay, cứu chủ, thì mình nên thương nó, thuốc thì không đáng bao nhiêu tiền hết. Mình chỉ miễn sao mà con gà nó dứt hẳn, nó khỏe mạnh thì ok. Còn hai loại thuốc viên này á, thì đây là anti 500. Đây, cái thuốc viên này thì anh em chơi gà thì biết rất là nhiều rồi. Hầu như anh em đều biết cái loại thuốc này, anti 500, hàng nhập khẩu của Philippines, sử dụng rất là hiệu quả. Nó vừa giúp cho gà trị tan cho gà mà đồng thời cũng hỗ trợ trị bệnh về những cái đường hô hấp. Hỗ trợ trị tan, chống viêm nhiễm, sưng phù ở vết thương, giúp cho chiến kê mau hồi phục. Đồng thời nó phòng và trị bệnh chuyên trị về các bệnh hô hấp như là sổ mũi, khò khè, sưng mặt, phù đầu. Thì gà tre anh em chú uống nửa viên, gà nồi anh em chú uống một viên. Còn nếu mà trị bệnh cho gà con thì anh em chú uống 1/4 viên. Thì ngày anh em chú uống là một lần, uống liên tiếp từ 3 đến 5 ngày tùy theo tình trạng nặng nhẹ. Lưu ý với anh em, nếu con gà nó bị nặng quá thì anh em có thể chú uống từ 7 đến 10 ngày, miễn sao con gà nó khỏe mạnh, nó hết tan hay là hết sôi bọi hay là hết bệnh thì thôi. Nếu mà anh em trị tan thì anh em chỉ cần sử dụng một trong 3 loại, một loại thuốc thôi, không cần sử dụng kết hợp. Nhưng nếu mà anh em trị bệnh thì anh em có thể sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp những cái loại thuốc khác để đạt hiệu quả hơn. Rồi, cái thuốc này thì nó giống như là cái thằng hai thằng này y chang như nhau nè. Thằng này thì là đây, mình lấy cái hộp cho anh em dễ xem. Remosil 550. Đây là hàng nhập khẩu của Philippines luôn, nhưng mà của cái hãng khác. Công dụng và liều lượng nó cũng y chang như nhau, nhưng mà thằng Remosil 550 này á thì thành phần nó có thêm thằng paracetamol giúp hạ sốt. Đó, thì công dụng nó cũng y chang như nhau thôi. Liều lượng thì nó cũng y chang như nhau. Gà tre thì nửa viên, gà nồi thì một viên. Còn nếu mà trị bệnh gà con thì 1/4 viên. Một ngày anh em chỉ cần chú một lần, uống liên tiếp từ 3 đến 5 ngày. Còn nếu mà gà bị nặng thì anh em có thể trị từ 7 đến 10 ngày, miễn sao con gà mình nó khỏe mạnh, nó dứt thì thôi. Cái đó là trị tan, là mình chỉ cần sử dụng một loại thôi. Còn nếu mà anh em sử dụng trị bệnh đó, thì anh em có thể sử dụng một loại hoặc kết hợp nhiều loại với nhau để đạt hiệu quả. Đó, thì đây là ba cái loại thuốc
mà bên mình sử dụng rất là nhiều, hiệu quả, đồng thời chia sẻ bán cho anh em rất là nhiều. Thì mình nói với anh em rồi, anh em có thể sử dụng cái loại thuốc của anh em, mua của những anh em khác cũng được, hiệu thuốc khác cũng được, miễn sao mà mình trị khỏe mạnh, dứt điểm, dứt tan, dứt bệnh cho con gà thì mình cứ việc sử dụng. Tại vì mình chơi cho bản thân mình mà. Con gà mình sắm mắc tiền, nó ăn độ cho mình, nó kiếm tiền cho chủ, nó cứu chủ, thì con gà đó là con gà hay, thì mình nên nuôi kỹ, trị tan kỹ. Thì cũng có một số anh em cũng có thói quen là sử dụng thuốc tây, thì mình lưu ý với anh em là hạn chế mình sử dụng thuốc tây. Tại vì cái thuốc dành cho người nó dễ bị sốc thuốc. Mình nên sử dụng những cái thuốc này, nó là chuyên đặc trị cho gà đá, thì nó sẽ có liều lượng của nó phù hợp và nó hiệu quả, tác dụng nó tốt hơn cho con gà của mình. Cái này lưu ý riêng của cá nhân mình, kinh nghiệm của bên mình thôi, là khi mà con gà đi đá về, anh em nên cắt nước và cắt đồ ăn một buổi, sau đó thì mình cho uống một cái lượng nước ít vừa phải, đồng thời mình cho nó ăn cái cám nhuyễn để cho nó dễ tiêu hơn trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Tại vì cũng có một số anh em khi mà trò chuyện á, thì họ không có kỹ cho vấn đề về nuôi tan. Con gà về họ cho ăn bình thường rồi, nhiều người còn nhét mồi cho nó mau khỏe, mau lại nước máu này kia nọ. Thì nhét mồi như vậy, cho ăn những cái vật phẩm không tiêu thì nó dễ bị sình, bụng nó bị chướng diều này kia nọ, không tiêu nó hư con gà. Đồng thời lưu ý với anh em là nhiều anh em không chịu trị tan ngay và dứt điểm cho con gà. Đến khi con gà nửa tháng, một tháng, khi con gà nó bị cái di chứng trong người nó nặng hay là nó không hết, anh em mới bắt đầu đi kiếm những loại thuốc trị, thì lúc đó ra muộn, mình trị rất là khó hoặc mình trị không được, hư con gà luôn. Thì lưu ý với anh em như vậy. Rồi, xin cảm ơn anh em.